Thì lúc anh Đạt bị ngất, cháu thấy mọi người xung quanh cứ xì xào, bảo là trong buổi tuyên truyền có một chị chuyên bị chồng đánh. Nhưng mà chị này sau khi được tư vấn tìm hiểu về luật pháp, chị về ly dị chồng luôn. Thế nên ông chồng mới cay, cứ chỗ nào chị đến là ông tìm cách phá hoại với cả trả thù đấy. Ông Quyết bảo anh làm việc này, rõ ràng là ông biết chuyện. Em phải gặp ông Quyết nói chuyện cho ra ngô ra khoai mới được. Đừng có làm loạn. Công việc của anh cấm em can thiệp vào đấy. Nhưng nhị cái gì? Anh tự biết mình phải làm gì. Người ta càng tồi tệ thì mình không thể cư xử giống người ta được. Anh thì làm được cái gì? Cứ để cho người ta đè đầu cưỡi cổ mãi. Lần này em mà để cho ông ta yên á thì em không làm người. Đi đâu đây? Tính toán chuyện gì? Đấy, cái chức phó giám đốc trung tâm văn hóa của anh ấy bây giờ chạy đám ối tiền nhở, không ít đâu. Mà em thấy anh còn đang yếu thế hơn người ta nữa. Anh không chạy trước. Chuyện chạy trọt bây giờ nó cũng bình thường mà anh. Cả xã hội nó như thế, mình không chạy thì thiệt. Đấy là người ta chứ không phải anh. Chú đừng áp dụng cái tư tưởng kinh doanh sặc mùi tiền của chú vào anh. Ok ok. Em thì con buôn rồi, làm sao không có thể so sánh với cả cán bộ văn hóa thanh cao như anh được. Theo em nghĩ thì nếu như bây giờ mình không chạy tiền thì mình lại phải cúc cung tận tụy hầu hạ các sếp, coi các sếp như là bố là mẹ mình thì may ra mới có cửa. Đấy, bây giờ em chỉ ví dụ thôi nhá. Có đứa bạn em, bố nó chết cùng ngày với bố sếp, thế mà nó phải để ông già cho người nhà lo. Còn im đi. Ai ra cả đây uống nước cơ đấy. Chả biết có mời nhau được cốc nước nào không, chứ đang khô héo hết cả tâm hồn rồi đây. Cho tôi một cốc đen đá, không đường. Anh cứ về nhà đi, lát em mang sang cho anh ạ. Ngồi uống ở đây. Ôi giời ơi. Anh đợi em một chút. Đen đá lại còn không đường, cay đắng thế mà vẫn cứ thích rúc mặt vào, sao ngu thế. Thôi ông biến đi. Đây chả thiết. Ôi giời ơi. Của anh đây.